Hello mọi người, anh em mình lại gặp nhau. Thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ cho các bạn biết coi là hiện tại mình đang có những con yu-gi-oh Hubstack nào nha các bạn. Thì nói nên mình sẽ giải thích cho những bạn nào chưa biết cái dòng yu-gi-oh Hubstack. Thì yu-gi-oh Hubstack là những dòng yu-gi-oh mà nó có cái kiểu đó là yu-gi-oh đúng không? Mà nó có hai cái nút ở đây nè các bạn. Thấy không các bạn, thấy không? Nó có hai cái nút ở đây và các bạn có thể sử dụng hai cái nút này để các bạn làm những cái trick mà kiểu nó chạy trên con tay này, hay các bạn kiểu thu dây một cách đẹp mắt như là TNA trick kiểu vậy đó. Nó giống như kiểu một cái spinner vậy các bạn đó. Thì yu-gi-oh Hubstack là những con yu-gi-oh mà nó có cái tính năng như vậy. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn coi là hiện tại mình đang có và đang sở hữu những con yu-gi-oh Hubstack nào nha. Và bây giờ thì trick thôi. Thì ở đây thì tại mình đang có một số con như vậy thì nó cũng không nhiều đâu, nó có nhiều đó thôi. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn một vài con kiểu mình cảm thấy thích nhất nha. Thì đầu tiên thì chắc mình cũng sẽ giới thiệu luôn cái con hồi nãy mà trong cái lúc đầu video á mình có cầm á, thì đó là con này. Thì con này chắc mấy bạn cũng đã thấy trên cái clip short của mình rồi. Thì con này nó là rồng cuồng nộ, thì nó là nằm trong bộ sưu tập của Audi năm 2014, bộ yu-gi-oh Audi collection luôn. Thì cái con này nếu mà bạn nào có coi phim tuyệt đỉnh yu-gi-oh, các bạn sẽ biết đây là con rồng cuồng nộ của Mina đấy. Thì cái con này mình khá là thích nha. Khi mà mình sở hữu đó thì mình khá là thích, thứ nhất là về cái shape của nó, và thứ hai là kiểu về màu sắc, và thứ ba là về nhân vật nữa. Dễ thương là được nhất. Đấy, thì đây là dòng con Neo Hubstack mình sở hữu. Và cái dòng xoay Hubstack của nó cũng khá là lâu nha các bạn. Đây, nó không có bị kiểu bị chững lại nhiều, nên là khi các bạn thực hiện những cái trick mà liên quan đến Hubstack dùng DNA này, hay là kiểu thu dây cái thứ thì nó sẽ luôn luôn đáp ứng tốt nhất cho tất cả các bạn luôn. Đấy, kiểu vậy đấy. Và đây là rồng cuồng nộ nha các bạn. Và giờ sẽ đến với con tiếp theo, thì nó là con này. Cái con này thì nó cũng là dòng Hubstack luôn, nhưng mà mình không nhớ nó ở trong, hình như nó không phải của Audi nha mấy bạn. Con này là, các bạn coi là nó là sơn bóng. Các bạn nhìn kỹ thì khi vào căn các bạn thấy con này nó sơn bóng nha. Và đặc biệt hơn là cái con này nó không phải là của Audi. Nó cũng trong phim, nhưng mà mình không biết là nó ở cái phim nó gọi là gì, tại vì nó là tiếng Trung không ạ. Thì mình cứ gọi nó là kiểu dòng như thị trường đi, thì tại vì nó cũng không phải Audi, nó cũng một cái hãng bình thường thôi. Đấy, thì nó cũng là Hubstack, và cái Hubstack của nó quay ở mức tương đối thôi các bạn chỉ tập trung tương đối thôi. Và con này thì mình cũng chưa chơi, nó còn mới luôn các bạn, còn mới nha, building còn mới nè, chưa đụng tới luôn. Thì con này nó sơn bóng nên là khi các bạn cầm kiểu trong bộ sưu tập thì các bạn nhìn nó, cái màu nó ánh đẹp lắm đấy, kiểu vậy. Con này nó là kiểu xanh biển, và cái con này cầm nó nặng lắm như vậy, nó không phải nặng theo kiểu nó cũng nặng, kiểu cầm nó đậm đậm lắm, kiểu cảm thấy nó có một cái độ nặng nhất định như cái con này. Là tại vì Hubstack thì luôn luôn vậy mà, nó luôn có cái trọng lượng nó phân bố đều luôn, ngay cả hai cái cục Hubstack này nữa. Đấy, như vậy đó. Đây là con thứ hai. Con thứ ba thì là một con bình dân hơn, thì nó cũng là Hubstack luôn. Thì con này bình dân hơn, thì con này là một dòng video thị trường, video Hubstack thị trường thôi. Thì con này các bạn có thể tìm kiếm khắp trên các thương mại điện tử lẫn những cửa hàng bán đồ chơi xỉ lẻ luôn. Nói chung là con này thì có mặt trên mọi mặt trận everywhere, ở đâu cũng có hết. Đấy, và có đủ màu sắc cho các bạn, như là mình nhớ nó có đỏ, xanh, vàng, trắng, đen, xanh biển, rồi nhiều lắm. Nhưng mình thích cái màu vàng. Con này thì Hubstack của nó quay cũng khá là ngon. Thì con này cũng chỉ để sưu tầm là chính thôi. Đấy, và đặc biệt thì con này nó có hoa văn như các bạn. Nghe cái phần này nè, nó họa tiết của nó kiểu nhìn nó rất là nghệ luôn. Thì con này tất nhiên là cái shape đó kiểu old school rồi, nhìn là kiểu đúng chuẩn old school luôn. Đấy, kiểu vậy. Cầm khá là kiểu gọn. Đấy, con này cũng không, mình cũng không nhớ tên. Mình không nhớ tên, mình cũng không biết tên luôn á. Tại nó để tiếng Trung mà cũng không biết tên luôn, thì cứ gọi nó là kiểu dọc cái dòng video thị trường đi. Đấy, tại vì nó vô thị trường thì có rất là nhiều những cái dòng video thị trường trên những cái nơi mà bán như vô, thì thường thường thì có rất là nhiều những dòng vô thị trường, nếu mà mình gọi chung nó là như vậy. Đây, dạ. Tiếp theo không thể nào không nhắc đến, đó là cái con này. Cái con này chắc là trong bộ sưu tập của mình thì cái con yu-gi-oh màu cam này là cái con yu-gi-oh mà theo mình lâu nhất. Tại vì con này mình đã sở hữu con này từ hồi mình học lớp 4 đến bây giờ là chắc cũng lâu rồi nha các bạn. Thì con này là dòng yu-gi-oh Hubstack nha. Hồi xưa lúc mới mua là cái con này nó có hai cái Hubstack màu đen ở đây, nhưng mà kiểu mà chơi đến một cái giai đoạn nhiều quá rồi á, cái nó bị bung hai cái miếng Hubstack đó luôn. Thì bây giờ nó chỉ như vậy thôi, nhưng mà con này là Hubstack nha các bạn, màu cam. Thì cái con này nó có bốn màu hồi xưa mình mua, thì nó là dòng yu-gi-oh kiểu không nhị đầu tiên mình sở hữu luôn á.
thì nó có màu cam, màu xanh biển, màu trắng và màu đen. Chỉ có duy nhất màu đen là nó kiểu nó sơn, kiểu gọi là nó sơn mịn hoàn toàn luôn. Còn những cái dòng còn lại là kiểu màu đen, màu cam, màu xanh với lại màu trắng, là nó kiểu làm nhìn bóng bóng, kiểu nhìn trong á, kiểu màu trong á, thì các bạn có thể nhìn xuyên qua đồ con vô kiểu những cái phụ kiện ở trong luôn, thì kiểu nó làm kiểu màu trong á. Cái con này có một cái vết tích cuộc đời của mình. Đó là các bạn nhìn kỹ ở đây, nó có một cái vết cắt nè. Không biết các bạn thấy không? Đây này. Nó có một cái vết cắt. Vết cắt rất là lớn luôn. Thì cái con này á, khi hồi đó mình chơi, mình tập Ellie Hope, đó là bắn ra bài tỉnh giấc các bạn. Thì không để ý thì ở trên đầu mình có một cái bóng đèn ở nhà, thì không hiểu sao bắn bể bóng đèn đó luôn, thì nó cắt ngay cái phần mặt rim của không vô luôn. Nên là cái vết cắt này bị đến bây giờ là kiểu một trong những cái mà nó đánh dấu mà khi mà tập cái Ellie Hope bắn ra bài tỉnh giấc các bạn. Đó là vậy đó. Đấy, thì cái con này cũng là một cái con mà có nhiều kỷ niệm nhất đối với mình luôn. Và nó là dòng vô hấp sách. Cái thời điểm mà con này chơi được rất là ngon như vậy, cực kỳ ngon luôn. Đấy. Nên là con này cũng không nhớ tên. Thị trường mà cũng không nhớ tên đâu, cũng không nhớ tên lắm. Dạ, cái kiểu vậy. Con tiếp theo là con này. Con này thì thoạt nhìn qua, lần đầu tiên mình nhìn qua mình cứ tưởng nó là kiểu Yu-Gi-Oh Heineken đấy bạn. Bia á. Mình có đăng trên cái Facebook với lại cái story Instagram của mình, thì cái con này các bạn nhìn nó giống như một lon bia vậy, bia Heineken á. Bạn nhìn kỹ không? Nó có cái ngọn sao đây nè. Và con này cũng sơn bóng nha các bạn. Sơn bóng hoàn toàn luôn. Đó, nhìn nó bóng lưỡng à. Và cái con này á, cái shape của nó mình tưởng nó là Positron đó bạn, con Positron này các bạn biết đó. Cái shape nó bo tròn. Nó có cái mặt đây nè, nó bo tròn đây nè. Với lại con Giphon của Yo Factory nhìn nó tương đồng thôi. Cái shape tương đồng mà con Giphon thì nó sẽ nhỏ hơn. Con này thì cũng kiểu dòng thị trường mà cầm rất là ngon các bạn, cầm nó kiểu cực kỳ đông luôn. Con này mà tưởng tượng con này mà kiểu dòng cao cấp mà cái shape kiểu này rất nhiều. Thì khi các bạn đẩy speed cực kỳ ngon. Nó là dòng Homestack luôn, mà con Homestack con này là dòng kiểu Homestack cố định nha các bạn. Là kiểu nó không muốn quay được, nó chỉ để chơi chân đẹp vậy thôi. Đấy. Thì con này cũng có gì nói hơn, nó chỉ vậy thôi đó. Được cái đẹp. Ừ, đây. Con cuối cùng là con này. Thì cái con này thì mình nhớ tên nó là Vô Bao. Thì nó là của Wixia thì phải. Để mình coi coi. Đúng rồi, của Wixia các bạn. Nó là kiểu Wixia. Thì nó... Cái con này khi mà mình mua, mình cứ tưởng con này là cái bản sau này của cái con cam này mấy bạn. Mình cứ tưởng nó là cái bản sau này của con cam, nhưng mà hình như là nó không phải, nó chỉ là bản thì nó làm lại hay sao ấy. Nhìn nó khá là tương đồng nhưng nó khá là giống. Khá là giống. Kiểu kiểu vậy. Mà con này thì tất nhiên thì kiểu nhìn lại thì cảm giác giống như là kiểu lần đầu tiên mua cái con cam mấy bạn. Nó cũng kiểu kiểu vậy. Và cái con này cái tốc độ xoay hấp stack của nó cực kỳ ngon. Đấy, các bạn thấy không? Xoay cỡ này thì các bạn chơi cái trick hấp stack thì còn gì bằng nữa. Tới cũng chuyện luôn. Và con này thì nó là màu tím trong. Nhìn nó thanh đó, mà nhìn nó bóng nha. Con này nó là tất cả những cái mẫu mình hấp stack thì thường nó là plastic thôi. Đấy. Chỉ có một cái con hấp stack mà mình biết là kiểu dòng kim loại là con Zebra bản 2. Ở trên Interfor Store có bán á. Thì các bạn có thể tham khảo ở trên đấy ha, một số những cái mẫu Yu-Gi-Oh mà kiểu từ cơ bản đến nâng cao chuyên nghiệp luôn đều có hết đấy. Thì cái con này thì nó chỉ vậy thôi đấy. Thì con này mình cũng chưa chơi, vẫn còn mới luôn, chân là chính thôi rồi đấy. Và đó là những dòng video hotstack mà mình sở hữu được. Còn các bạn đã có được những dòng video hotstack nào trong bộ sưu tập của mình rồi thì các bạn hãy cho mình biết ở phần comment nha. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video video tiếp theo. Dạo này cũng mệt quá. Bye bye.